vào sương mờ của tháng vào câu chuyện của ta. Có cánh chim nào vút qua em, có tiếng ve rừng giữ nhịp em, tựa ngàn tiếng chiêng kể chuyện đất thiêng. Và giấc mơ của tháng đắm chìm vào câu chuyện của tháng. Có cánh chim nào vút qua ê, có tiếng ve rừng giữ nhịp ê, tự ngàn tiếng chiêng kể chuyện đất thiêng. Rời xa chuyện ám mà câu sức sống đắc ngàn, dù đàn vong hoang về với nhà sàn. Ê hê, ê hê, chuyện ám mà vong giọng ca đắc ngàn, dù khen đinh năm đi chơi với gió, rồi ta vút lên reo lên, rồi ta đắm chìm.
và những ai yêu mến giọng ca của cô Hoàng Nguyên à. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, nhằm giáo dục thái độ nghề nghiệp thông qua các biểu hiện, việc làm thể hiện lòng yêu